Trang Trần tiết lộ Ngọc Trinh gửi 150 triệu từ thiện lại dặn giấu kín. Trước đây Trang Trần từng có lần livestream nói đến việc người đẹp luôn âm thầm ủng hộ tiền và chưa khi nào công khai trước công chúng. Từ nhiều năm nay Ngọc Trinh làm từ thiện từ thành phố đến quê nhà và các tỉnh ở xa, nhưng cô hiếm khi nào kể công trên truyền thông. Trang Trần, Trinh nó không bao giờ đi làm từ thiện cho nhãn hàng mà cầm tiền về nhà. Mới đây nhất, trên trang cá nhân, người mẫu Trang Trần vừa chia sẻ dòng trạng thái khá dài, tiết lộ câu chuyện từ thiện và chúc mừng sinh nhật nữ hoàng nội y. Cô chia sẻ, ôi giời ơi, nhận được 150 triệu của cô gái Ngọc Trinh phát tâm xây cái nhà ăn bếp ăn, cho các cụ mái ấm đất, ái, mừng lắm em. Em không cho chị viết nhưng chị cứ nói, luôn âm thầm cho tiền nếu chị kêu gọi. Mà cô không cho chị nói một lần để thiên hạ bảo cô làm từ thiện PR mang túi đựng mỹ phẩm đi trao quà. Dạ vâng, kính thánh từ thiện, có PR thì mới có tiền làm từ thiện nhé. Trinh nó không bao giờ đi làm từ thiện cho nhãn hàng mà cầm tiền về nha. Không hề lại gì. Cái kiểu các e đi làm từ thiện cho nhãn hàng được tung hô, sau lưng quản lý cầm cái bì thư, về đi mua mà túi xách. Dạ các chị đẹp, bao nhiêu phần trăm các chị bỏ tiền túi ra làm? Hay là các mạnh thường quân, anh trai nuôi gửi tiếng làm phát tâm hay bia cho nhãn hàng xà phòng, nước rửa, mì trà, đổi lại hình ảnh đẹp và có tiền. Cảm ơn Trinh luôn âm thầm đồng hành, cho chế một lần nói thẳng bởi quá hiểu showbiz này. Hy vọng ngày chị Khánh thành mái ấm có thể mời em về để nghiệm thu căn bếp 168 triệu 760 nghìn đồng. Chế xin chung đoạn còn thiếu cho cái bếp, sau đó còn cái sân nữa thôi là chế an tâm. Happy birthday cô gái nhan sắc lắm kẻ gato. Chúc em luôn xinh đẹp ngọt ngào chết người em nhé. Đang đập hộp món gì để chị bán theo món đó. Từ trước đến nay, việc người đẹp gốc Trà Vinh làm từ thiện đã không còn quá xa lạ. Hàng năm, cô đều phát gạo, thực phẩm, tiền lì xì cho những hoàn cảnh cơ cực tại ngay nhà riêng ở quê. Chẳng những thế, mỗi khi có nghệ sĩ gặp khó khăn, cần tiền chữa bệnh, dù không hoạt động cùng lĩnh vực, nhưng cô vẫn quyên góp. Có thêm rất nhiều những trường hợp chương trình giúp đỡ người dân mà người đẹp tham gia nhưng giấu kín. Ngọc Trinh đón sinh nhật với căn phòng lãng mạn do bạn trai bí mật chuẩn bị. Tại sinh nhật tuổi 30, người đẹp vô cùng hạnh phúc khi đón tuổi mới nước ngoài và được bạn trai bí mật chuẩn bị một căn phòng vô cùng lãng mạn, ngập tràn bong bóng, hoa hồng rực rỡ. Người đẹp không giấu được sự xúc động, em thấy thương anh lắm, vì anh luôn dành thời gian rất nhiều để chuẩn bị làm cho em những gì em thích. Nhiều khi em tò mò hỏi mà anh cứ nói bí mật, làm em tò mò muốn chết luôn. Cảm ơn anh đã đến bên em, mang cho em thật nhiều niềm vui bất ngờ và ngọt ngào hạnh phúc, luôn chiều chuộng và cưng em. Ở bên anh em cảm giác như mình là một nàng công chúa nhỏ thật sự vậy. Anh dỗ dành em từng chút một, dù có xảy ra chuyện gì thì anh vẫn luôn là người xin lỗi em trước. Em vui lắm, yêu anh vô vàn, yêu anh nhất trần đời, em yêu anh. Vốn là người nói thẳng nói thật nên Trang Trần thoải mái khen Ngọc Trinh mà không sợ bị ném đá. Chẳng những thế, nữ người mẫu còn cho hay, mình muốn nói thêm rất nhiều chuyện đằng sau nhưng e ngại cô em xinh đẹp không đồng ý. Cuộc sống của mỹ nhân gốc Trà Vinh rất được nhiều khán giả trầm trồ. Cô có được nền kinh tế tốt, xinh đẹp, làm việc mình yêu thích và giúp đỡ người khác.